Xin chào quý bậc phụ huynh, quý thầy cô và các em học sinh thân mến. Chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trong bài Bảng nhân 7, vở bài tập môn toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Trên kênh của chúng mình thì ba bộ sách thầy đều đã làm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Hãy tìm theo bài, theo trang, theo bộ sách để chúng ta cùng học các em nhé. Bây giờ thì mời các em mở sách của chúng mình ra trang số 63 nào. Rồi, chúng ta sẽ đến với cái hoạt động thực hành số 1, rất là quen thuộc đúng không nào? Đấy, như vậy thì ở đây là bảng nhân mấy? Nhân 7 sẽ là đưa ngón tay và đếm thêm 7 theo mẫu. Đấy, chúng ta nhớ là tay gì? Tay phải trước nè. Ngón út là 7 này. Tiếp theo là 10, 14 này, 21 này, 28 này, 3, 35. Đúng nào, đến ngón cái là 35. Tương tự chúng ta sẽ có 42, 49, 56, 63 và 7 gì? 70. Đấy. Ta đổi tay ở hàng dưới này đúng nào. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện cái hoạt động này thì chúng ta sẽ có được cái bảng nhân 7 như sau. 7 nhân với 1 này sẽ là mấy? 7 nè. Được chưa? 7 nhân 2 tức là chúng ta sẽ thêm mấy? Thêm 7 này. 7 thêm 7 nữa sẽ là 10, 14. 7 x 3 tức là 14 thêm mấy? Thêm 7 sẽ là 2, 21. 7 x 4 sẽ là 2, 28. 7 x 5 là 3, 35. Được chưa? Rồi, 7 x 6 là 40, 42. 7 x 7 là 4, 49. 7 x 8 bao nhiêu? 5, 5, 16. 7 x 9, 6, 13. Và 7 nhân với 10 sẽ là 7 gì? 70. Đó. Như vậy thì sau khi thực hiện cái hoạt động này thì chúng ta sẽ có cái bảng gì? Nhân 7. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc cái bảng nhân 7 nhé. 7 x 1 bằng 7. 7 x 2 bằng 10. 4. 7 x 3 bằng 21, 7 x 4 bằng 28, 7 x 5 bằng 35, 7 x 6 bằng 42, 7 x 7 bằng 49, 7 x 8 bằng 56, 7 x 9 bằng 63, 7 x 10 bằng 70. Hãy dừng video lại, đọc cho nó thuộc cái bảng nhân 7 này nhé. Rồi, và khi chúng mình đã thuộc thì sẽ bước sang hoạt động 2. Thì cũng như tất cả những cái bảng nhân mà chúng ta đã học thì ở cái hoạt động số 2 này cũng là gì? Đố bạn các phép nhân trong cái bảng nhân 7. Chúng ta sẽ có một bạn nam, một bạn nữ, hoặc là gì? Một bạn nữ và một bạn nam. Đúng không nào? Các em sẽ đố nhau này. Một bạn đố, một bạn gì? Trả lời. Ví dụ bạn nữ nói này, 42 bằng 7 nhân mấy? À thì bạn nam này sẽ nhẩm bằng cái cách là gì? Sử dụng ngón tay. 42 thì sẽ bằng 7 nhân 6. Đấy, cứ như vậy chúng ta sẽ đổi cặp, đổi vai cho nhau nhé. Rồi, và hãy một lần nữa dừng video lại, đọc cho thuộc được cái bảng nhân 7 của thầy. Bây giờ mình sẽ đến với cái bài số 1, phần luyện tập tính nhẩm. Như vậy các em nhìn ở đây, chúng mình thấy là những cái phép tính liên quan tới bảng gì? Nhân 7 nè. 7 x 2 10, 14. 7 x với 4 là 2, 2, 18. 7 x 6 4, 42. 7 x với 7 là 4, 9. 7 x với 5 là 3, 35. 7 x 9 là 6, 63. 7 x với 8 là 5, 56. 7 x với 3 là 2, 1. 7 x với 0 sẽ là mấy? 0 nhá. Và 7 x với 10 sẽ là 7 gì? 70. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành bài số 1. Sang bài số 2, người ta hỏi điền
cái số nào. Các em thấy này, số tuần này, số ngày này. Các em thấy này, một tuần thì có 7 ngày, đúng không nào? Vậy bây giờ 2 tuần này, 2 tuần này thì các em sẽ lấy này, 1 tuần là 7 ngày, nhân cho số tuần này, nhân cho 2. Tức là 7 x 2 bằng bao nhiêu? 14, ta ghi vào đây. Hiểu chưa? Rồi, ở đây số tuần là 5, 1 ngày là 7, 1 tuần là 7 ngày, nhân cho 5 tuần, tức là 7 x 5. 7 x 5 là bao nhiêu? 3, 35. Được chưa? Rồi, 1 tuần là 7 ngày. Đây mình có mấy? 7 tuần. Vậy thì sẽ là 7 nhân gì? Nhân 7. 7 x 7 là 40 mấy? À, 49. Được chưa? 1 tuần là 7, 7 ngày. Ở đây mấy tuần? 10 tuần. Vậy thì sẽ là 7 nhân 10. 7 nhân với 10 là bao nhiêu? À, 7 gì? 70. Ổn không? Ổn nhá. Rồi, như vậy chúng ta đã xong bài số 2. Sang cái bài số 3 này. Bài số 3 ta cho này. Một khu vui chơi thiếu nhi có 7 xe 2 bánh. Tức là cái loại xe này này các em, là có 7 xe. Được chưa? Xe 2 bánh là 7 nè. Rồi. Số xe 3 bánh thì gấp 3 lần số xe 2 bánh. Hỏi cái khu vui chơi này có bao nhiêu xe 3 bánh. Đây thầy có thể vẽ nhé. Vẽ sơ đồ này. Xe 2 bánh này. Đây xe 2 bánh. Rồi. Xe gì? Xe 3 bánh này. Như vậy xe 2 bánh ở đây tôi cho là mấy? 7 này. 7 xe này. Đúng nè. Xe 3 bánh này. Xe 3 bánh này gấp mấy lần? 3 lần. Đấy, tức là nó sẽ gấp 3 lần như thế này nè. 2 này. 3 lần này nè. Được chưa? Vậy ta hỏi này, cái khu này này có bao nhiêu cái xe này rồi? Xe 3 bánh này. Hiểu không? Như vậy thì đây chúng ta chỉ là gì? Gấp một số lên một số. Số lần. À, muốn tìm số xe 3 bánh chúng ta lấy 7 nhân với số gì? Số lần gấp. Nhân cho mấy? Nhân cho 3. Rồi xác định được phép tính dựa câu hỏi trả lời. Khu vui chơi có bao nhiêu xe 3 bánh? Ta sẽ trả lời số xe mấy? 3 bánh. Số xe 3 bánh. Khu vui chơi có là khu vui chơi sẽ làm sao các em? Có là bao nhiêu nào? 7 nè. Nhân cho mấy? Nhân cho số lần là 3. 7 x 3 sẽ là bao nhiêu? 21. Đơn vị đây là gì? Xe. Được chưa? Và đến đây chúng mình ghi đáp số thì ghi rõ xe gì nhá. Đáp số 21 xe 3 bánh. Được chưa? Đấy, như vậy chúng ta đã hoàn thành được cái bài bảng nhân 7 này. Đừng quên là chia sẻ kênh cũng như video cho các bạn nhá. Hẹn gặp lại các em ở trong bài tiếp theo.